Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa các vị giám khảo, thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh, trải qua hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đất nước ta đã trải qua bao cuộc chiến tranh với những tấm gương của các anh hùng liệt sĩ hy sinh cho sự bình yên của Tổ quốc ngày hôm nay. Sau đây, xin kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh, theo chân chúng em là đại diện cho các bạn học sinh lớp 12 đến một địa danh đã đi vào lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đó là ngã ba Đồng Lộc thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Ngã ba Đồng Lộc được mệnh danh là tọa độ chết trên cung đường Trường Sơn huyền thoại. Câu chuyện 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc do Hoài Lộc viết lời được nhà xuất bản Kim Đồng phát hành, tái bản lần thứ 2, in trên khổ 19 x 26cm, cùng có 42 trang. Câu chuyện cuốn sách này đã có tại thư viện của Trường Trung học Phổ thông Tức Chanh. Sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Hôm ấy là ngày 24 tháng 7 năm 1968, tiểu đội 4 thanh niên xung phong được lệnh đến khu vực địch vừa thả bom để sửa đường kết hợp giữa hầm trú ẩn, khơi thông tránh tắc nước để xe đi qua. Tiểu đội 4 hôm ấy gồm 10 cô gái trẻ, A trưởng Võ Thị Tần tập hợp đội quân của mình. Các đồng chí, đoạn đường 15 đã bị địch thả bom, chúng ta phải quyết tâm sửa chữa cho xong để tối nay có đoàn xe chở vũ khí vào Nam chiến đấu. Báo cáo, rõ. Nhận nhiệm vụ xong, các cô gái đến ngay hiện trường để triển khai công việc. Họ làm việc không ngơi tay, vừa làm vừa gọi nhau ý ới. Mồ hôi trên đầu, trên lưng vã ra, bùn đất đỏ vừa trên đầu, trên khắp lưng mọi người. Chị Tần ngừng tay cuốc, quẹt mồ hôi trên trán, lại phọng sang hai chiếc hầm bên cạnh. Giải lao 10 phút nghe. Các chị ngồi xuống. Bỗng, bầu trời như bị xé tan ra, trên nền trời xanh ngăn ngát. Khi nhìn thấy những đốm khói cháy ấy, mọi người thấy ngay đường bay của giặc trời. Các chị ngồi ngay xuống chiếc hầm đang đào dở. Trong khoảnh khắc đó, chị còn nghe thấy tiếng máy bay của giặc cào thét trên đầu. Tần xuống hầm sau cùng rồi nói to: giặc đến rồi, nhanh, nhanh lên các đồng chí ơi, mong xong thì mình lên, giặc đến rồi thì mình tính mà chạy. Tiếng Tần vang đi xa, khoảnh máy bay giặc lao đến, một chùm bom, rồi lại một chùm bom nữa, một quả bom đen chúi chúi lao thẳng tới chỗ Tân và các đồng đội đang ngồi trong những chiếc hầm đang đào dở chiều nay. Bụi và đất đỏ bùng lên, các chị đều không ngờ và không kịp nhìn để tránh đất đá rơi trên đầu. Bầu trời lúc ấy là 16 giờ 40 phút ngày 24 tháng 7 năm 1968. Cùng lúc ấy, tại đội trưởng C552 là Nguyễn Thế Linh, từ trên đài quan sát thấy bom rơi trúng nơi A4 đang làm. Anh lật người, bất chấp máy bay địch vẫn đang quần quẩn quanh trên đầu, anh chạy vội xuống đường 15. Hỏi bom nơi A4 làm đã ngớt, nhưng không còn thấy ai. Nhìn về phía bom vừa nổ, anh chỉ còn thấy một chiếc nón tách tươm nằm trơ vơ trên mặt đường 15. Anh bắt loa tay gọi, A4 đâu rồi? Nhưng chỉ có tiếng từ vách núi vọng lại, Tần ơi! Anh cố gọi thêm mấy tiếng nữa, nhưng vẫn chỉ nhận lại được tiếng vọng ấy. Anh kêu lên, các đồng chí ơi, A4 thì bom vùi hết rồi. Anh gọi đồng đội lại và nói, ta đào vào đất nhanh lên nào, bây giờ còn có ai sống hay chăng? Những nhát cuốc, nhát xẻng liên tục thúc xuống đất quanh bờ hố bom. Anh sốt ruột nói, ta đào nhanh lên, nhưng phải cẩn thận, không may cuốc vào đồng chí mình đó. Lúc này anh mới chần chừ nhát cuốc đầu tiên, thì ở cửa hầm lộ ra một mái tóc màu đen. Mấy anh moi đất lên, thì ở cửa hầm, chị Võ Thị Tấn đang ngồi trong tư thế nhìn máy bay. Chân tay vẫn mềm và ấm, nhưng tim ngừng đập hẳn, gương mặt tím ngắt. Các đồng chí bên ngoài lần lượt ngả mũ. Thế là hết, Võ Thị Tấn ở ngoài cửa hầm còn như vậy, thì các đồng chí bên trong thì sống làm sao? Cứ thế, tất cả mọi người nín khóc, lần lượt đưa các chị nhỏ, Dạng, Hà, Hương ở chiếc hầm thứ nhất ra bên ngoài. Họ nâng niu đặt những thi hài các đồng chí đã hy sinh thành một hàng ngang trên bãi cỏ ven đường. Ngày sau đó, ở chiếc hầm thứ hai cũng tìm thấy các chị Xuân, Hợi, Xanh, người họ vẫn đang mềm và ấm, nhưng tim ngừng đập hẳn, gương mặt tím ngắt. Chỉ còn chị Hồ Thị Cúc là vẫn chưa tìm thấy. Anh em vẫn tiếp tục tìm chị sang ngày thứ hai, vẫn không thấy chị đâu. Ngày thứ ba, đồng đội làm lễ gọi hồn chị. Cúc ơi!
tiểu đội về tiếp một hàng ngang. Em ở đâu không về tập hợp Cúc ơi. Chín bạn đã quây quần đủ mặt. Nhỏ Xuân Hà Hương Hơi Dạng Xuân Xanh A Trường Võ Thị Tần điểm danh. Chỉ thiếu mình em. Chín bỏ là mười răng được. Bọn anh đã mới tìm vẹt cuốc. Đất thâu bao nhiêu bọn anh không cần. Chỉ sợ em đau lên nhát cuốc trùng. Cúc ơi em ở đâu. Đất ngầu lạnh lắm. Da em xanh. Áo em thì mỏng. Cúc ơi em ở đâu. Về với bọn anh tắm lức trong ngàn phố. Ăn quýt đỏ sơn bằng. Trần trụ cắt cổ. Bài toán lớp 5 em còn chưa nhớ. Gối theo còn dở. Cơm chiều chưa ăn. Cúc ơi em ở đâu hơi Cúc. Đồng đội gọi em. Đũa găm cơm úp. Gọi em gào em. Gàn cả giọng rồi Cúc ơi. Bài thơ gọi hồn vừa kết thúc thì đồng đội tìm thấy chị ở chân đồi Trọ Voi, cách hố bom 20 mét. Trong tư thế ngồi, đầu đội nón, bên cạnh là cái cuốc, mười đầu ngón tay ứa máu vì tìm đường thoát ra. Mấy cô gái ấy đã hy sinh, đã từ biệt đồng đội, từ biệt người thân, chưa được thấy ngày đất nước, độc lập, hòa bình. Họ đã ra đi khi tuổi vừa 18, đôi mươi, chưa một lần được biết đến dư vị của tình yêu. Sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dạy tương lai. Ngã ba Đồng Lộc đã đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca về quyết tâm sắt đá. Tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì độc lập tự do, vì thống nhất tổ quốc. Để ghi nhớ chiến tích vẻ vang này, ngày 7 tháng 6 năm 1972, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã quyết định truy tặng danh hiệu anh hùng lao động cho tiểu đội 10 cô gái. Ngã ba Đồng Lộc được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hàng năm có rất nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế đến thắp hương và tưởng nhớ các chị. Bên cạnh các đồng đội cũ còn có các cựu binh lính Mỹ, những người luôn day dứt về tội ác của mình với nhân dân Việt Nam. Đã kết thúc, chiến tranh đã đi qua, nhưng câu chuyện về tinh thần, những câu chuyện về tấm gương và tinh thần chiến đấu bất khuất của mấy cô gái ngã ba Đồng Lộc vẫn còn vang mãi trong mỗi người con Việt Nam. Tự do, hòa bình, hạnh phúc ngày hôm nay mà chúng ta có được là được đánh đổi bằng xương, bằng thịt của ông cha chúng ta. Chúng em là những học sinh của trường Trung học phổ thông Tức Chanh, là thế hệ trẻ của đất nước, sẽ luôn khắc ghi những công lao to lớn đó. Chúng em sẽ luôn đáp lại công ơn đó bằng việc học tập tinh tấn, rèn luyện chăm chỉ, tu dưỡng đạo đức theo phong cách đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để kiến thức lan tông một tươi đẹp, giàu mạnh. Tôi lắng nghe.